Cây hoa hồng ra chồi rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Nó đâm chồi ra rất là nhiều cành nhánh, đỏ lại cả một cái cây hoa hồng này. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Đây là một cái cây hoa hồng đào của mình. Chiều cao của nó khoảng 2 m và đường kính tán của nó khoảng 1,8 m. Cây khá là to. Vừa rồi thì tất cả những cái lá già gần như là nó đã rụng và trút xuống sau cái những cái đợt mùa hè vừa rồi, là sau những cái đợt nắng nóng rất là cao, nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, làm cho cây hoa hồng của nó không thể phát triển được. Khoảng 10 ngày trước thì nhiệt độ nó giảm dần và mưa nhiều. Đó, điều kiện thời tiết nó giảm nhiệt và mưa nhiều nên là cây hoa hồng nó thuận lợi về điều kiện nhiệt độ và độ ẩm. Vì vậy, và cái thời điểm này thì cây hoa hồng nó đã bật chồi lên rất là nhiều nhá, làm cho cây của nó rất là xum xuê, nhiều cành nhánh. Đây, quay xa để quý vị và các bạn cùng xem này. Hiện tại thì mình đang quay vào cái thời điểm chiều tối nên là điều kiện về hình ảnh, chất lượng video nó không được nét cho lắm, quý vị và các bạn thông cảm nhé. Tất cả những cái chồi này thì nó đều có nụ ở trên những cái đầu cành. Đó, tất cả. Đây quý vị và các bạn xem nhé. Đó, những cái nụ nhỏ ở trên đầu cành nó đã xuất hiện. Nếu mà nó sẽ nở hoa thì cây này nó sẽ rất là nhiều hoa đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì có rất là nhiều chồi dày lại cành nhánh. Đó, nó sẽ dày đặc lại hoa. Bình thường thì vào cái mùa hè thì mình không để hoa, tại vì nếu mà để thì hoa vào cái giai đoạn mùa hè nó sẽ không được đẹp, với lý do là nó nhỏ. Đấy, điều kiện thời tiết nắng nóng ra hoa không đẹp vì hoa nó nhỏ. Hơn nữa, nếu mà gặp phải những cái bệnh như là bọ trĩ thường xuất hiện vào cái điều kiện thời tiết nắng nóng thì bông hoa của nó lại càng xấu, nó bị bọ trĩ chích hút làm cho bông hoa nó vọ vẹo lại, nó form nó không được đẹp. Vì vậy đó là cái lý do tại sao mùa hè thì mình không để hoa. Tuy nhiên vào cái giai đoạn mà cây hoa hồng này bật chồi cái lứa đầu tiên đấy, thì mình sẽ để cái đợt hoa này để xem là nó ra sao. Tại vì nó quá là nhiều nụ ở trên cái cây hoa này, nếu mà vặt đi thì cũng rất là tiếc. Đó, vì vậy mình sẽ để nó, và chắc cũng khoảng 10 ngày nữa thôi, 10 đến 15 ngày cả là cùng, thì hoa nó sẽ nở rộ. Thì lúc đấy mình sẽ review để quý vị và các bạn cùng xem nhé. Quý vị và các bạn lưu ý là những cái ngày mà mưa nhiều thì chúng ta không nên cắt tỉa. Tại vì sao ạ? Tại vì những cái vết cắt của nó mà gặp mưa thì nó sẽ bị thối, làm cho nó hỏng cây. Vì vậy các bạn chọn những cái hôm mà tạnh ráo đấy, thì chúng ta nên cắt tỉa cây nhé, để bón phân và thời tiết nó mát thì cây nó sẽ đâm chồi nảy lộc ra rất là nhiều.
Rất là tiếc tại vì hôm nay mình về muộn nên là quay nó vào cái thời điểm nó sắp tối. Chất lượng video nó không được đẹp cho lắm, không được tốt. Đấy, quay toàn diện cái cây này. Hôm trước thì chồi nó ngắn hơn thì mầm nó đỏ lại. Còn hôm nay thì nó sắp những cái chồi nhánh nó sắp già. Giai đoạn chuyển dần sang màu xanh. Đó là cây hoa hồng đào cổ. Còn đây là cây hoa hồng bạch ho này. Nó cũng già rất là nhiều chồi nhánh. Cái giai đoạn mình đã cắt tỉa từ thời điểm trước. Và khi điều kiện thời tiết nó mát và hạ nhiệt độ thì nó ra rất là nhiều chồi nhánh nhá. Còn đây là cây hoa hồng cổ Sapa này. Lá của nó màu xanh, chồi xanh biếc. Nó lại khác như là cái chồi của hoa hồng đào cổ. Tất cả những cái cây hoa hồng ở trong vườn mình hiện tại thì nó gần như là ra chồi nhánh đồng loạt nhé. Tại vì mình cắt tỉa nó cùng vào một cái thời điểm. Đó. Rồi, xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình về cái cây hoa hồng sau cái đợt sau những cái đợt mưa nhiều và nhiệt độ hạ. Nó đã ra chồi nhánh rất là nhiều và đang hứa hẹn những cái lứa hoa. Tuy nhiên thì nó không được đẹp so với mùa đông, nhưng mà mình sẽ để theo dõi nó như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Tạm biệt quý vị và các bạn.